Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy video từ YouTube ra màn hình chính. Thì tác lợi của màn hình chính này là chúng ta có thể vừa lướt web vừa coi phim tốt đây. Muốn ăn thì lăn vào bếp. Ok, để mình dặn nhỏ lại. Đây, có vừa lướt web rồi Facebook rồi cho bắp gì đó. Vừa nhắn tin vừa xem YouTube được luôn. Ok, mình sẽ bắt đầu vào video để hướng dẫn các bạn nha. Rồi, bước đầu tiên các bạn lên Google cho mình. Google hay Chrome gì cũng được. Ok, các bạn lên Google. Các bạn ghi cho mình là coi ứng dụng hiếu hiền như chỉnh hình mình đã để. Rồi, các bạn bấm vô dòng đầu tiên. Dòng đầu tiên, bấm vào. Rồi nó sẽ chuyển tới một trang web máy mình khá là ok. Thì nó sẽ chuyển tới một trang web để tải các ứng dụng. Rồi các bạn bấm vô tìm kiếm. Ghi theo mình là OG YouTube. Đó, bạn bấm nút ok để tìm kiếm. Và đây nó ngay đầu luôn. Các bạn bấm vào. Các bạn sẽ chọn một trong ba nhé để tải. Mình ví dụ mình sẽ bấm vô media file. Ok. Thì hai cái này đều cần phải tải hai link, hai phần mềm nha, hai file á. Đây nó sẽ bắt các bạn tải hai file, các bạn cứ tải hết hai file đó cho mình. Thì đây mình đã tải rồi. Mình sẽ không tải nữa. Đây các bạn vào một file của bạn. Bộ nhớ thiết bị. Download. Còn bạn nào không có cái này thì mình sẽ hướng dẫn ở cuối video nha. Rồi các bạn, sau khi các bạn tải, các bạn sẽ có hai cái ứng dụng này. Ở trên là ứng dụng OG YouTube, ở dưới là Micro G gì đó. Ở bạn ép buộc rồi phải tải file này trước nha. Cái file này trước. File Micro G gì đó. Các bạn tải này trước nha. Ok, cái này trước. Thì cái này xong rồi mới được vô cái kia nha các bạn. Phải lưu ý giùm mình. Còn nếu mấy bạn nào mà bắt hãy xác nhận ứng dụng này không lỗi nguồn gốc á. Rồi ok, nếu mấy nào các bạn đòi thì các bạn cứ bấm vô là không lỗi nguồn gốc nha. Rồi sau khi tải xong các bạn bấm hoàn tất. Rồi bạn tải ứng dụng thứ hai cho mình. Ứng dụng YouTube. Rồi cài đặt cho mình. Cài đặt. Ok, mình sẽ cắt khúc cài đặt nha. Rồi ok, các bạn công rồi thì các bạn hát ra cho mình. Rồi các bạn vô OG YouTube nha. Ứng dụng này nè. Đây mình sẽ lấy cái màn hình chính. Ok. Đây, ứng dụng này đây. Ok, OG YouTube nha các bạn. Hai cái link này mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn tải đúng nha. Rồi các bạn sau khi các bạn vô thì các bạn có coi các video bình thường ở đây mình sẽ làm ví dụ cho các bạn. Đây đi, video này. À đây. Ví dụ muốn nhắn tin với ai thì các bạn hãy bấm video lên và thấy có nút hình vuông này không? Hoặc là ở đây sẽ có chữ nền, các bạn bấm vô nền. Ồ, hình như mình làm sai rồi. Không, 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 các bạn bấm vô hình vuông này nha. Hình vuông này nè. Mới được nha. Còn nền này thì mình không biết. Các bạn bấm vô hình vuông cho mình. Đấy, nó sẽ chuyển ra ngoài liền. Đây là các bạn có thể vừa xem phim mà vừa nhắn tin rồi lướt Facebook gì đó cũng được. Ok, nếu các bạn tắt video này thì các bạn hãy trượt lên. Ở đây có dấu X thì các bạn tắt thôi. Còn nếu muốn trở lại giao diện YouTube thì các bạn hãy bấm nút vuông này lại nha. Hình vuông này lại để phóng to ra lại. Đấy, thì cứ như bình thường thôi. Rồi ok. Bye bye mọi người. Nếu máy nào bạn không có file
của bạn hoặc là tải xuống hay các bạn lên sáng lay tải cho mình ứng dụng là Gia Chi Vàng nha, ứng dụng nào cũng được hết. Các bạn có thể lên là quản nè, lý file để tải nha, phần mềm nào cũng được hết. Còn nếu mà máy nào bạn có rồi thì khỏi tải. Bye.